chị ăn chuyện là gì vậy? Như ta dê phong. Chị ăn. Chị ăn. Đi prom. Đi tập của bài thơ. Nhân cốc con làm sợ. Bây khổ, bây khổ. Nhưng mà nó là tempo rồi này. Ta phép phục bằng dây tempo. Ta để nó. Người ta đã tham sọ mình. Tham sọ mình bây khổ này rồi. Thì ta phép này. Chắc này ta đi mà. Thank you.